phòng không Việt Nam trang bị hai khí tài hiện đại bậc nhất từ Nga và Thụy Điển. Quý vị và các bạn thân mến, báo Phòng không Không quân cho biết, đây là chương trình do Cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với Sư đoàn 361, chính quyền địa phương thị trấn Mộc Châu tổ chức ngày 30 tháng 1. Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Mai Văn Tiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nhấn mạnh rằng, chương trình Xuân Canh Trời Tết Biên Cương Hải Đảo nhằm sẻ chia những khó khăn với nhân dân trên địa phương nói chung, cán bộ chiến sĩ của quân chủng đóng quân trên địa bàn nói riêng, chung tay góp sức cung cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ dân nghèo có cái Tết Nguyên Đán đầm ấm và đầy đủ hơn. Đặc biệt các hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian sẽ tạo ra không khí đoàn kết, thân ái, tưng bừng sắc xuân của nhân dân địa phương và cán bộ chiến sĩ phòng không không quân. Đáng chú ý nhất trong sự kiện này đó là sự xuất hiện trên phong nền chương trình của tới hai loại khí tài rất hiện đại, gồm đài radar RLM, M-Nebo-M, băng sóng VHF do Nga chế tạo và đài radar Arthur do Thụy Điển phối hợp cùng với Na Uy chế tạo ra. Trong đó, RLM, M-Nebo-M là đài radar được đánh giá hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay và mới chỉ được Nga chính thức đưa vào biên chế từ năm 2015. Chưa rõ liệu quân chủng phòng không không quân có thực sự được trang bị hai loại khí tài hiện đại này hay không, hay chỉ đơn thuần là phong nền mang tính minh họa cho không khí vui tươi ngày Tết của bộ đội radar. Nhưng hai loại radar này, đặc biệt là đài 56ZH6ME, được coi là niềm mơ ước của lực lượng phòng không nhiều quốc gia. Nếu thực sự có trong tay những khí tài tối tân này, thì khả năng phát hiện sớm các loại mục tiêu bay, nhất là tên lửa đạn đạo và máy bay tàng hình của Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể. Hệ thống radar cơ động RLM-M255ZH6ME là một radar thành phần trong hệ thống Nebo-M đa băng tầng, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ cảnh giới nhìn vòng và cung cấp tham số cho các tổ hợp tên lửa phòng không của quân đội Nga và được xuất khẩu. Theo chuyên gia phòng không nổi tiếng Kaglokov, đài radar này có khả năng phát hiện mục tiêu bay cỡ nhỏ với diện tích phản xạ radar cỡ 1m2 bay ở độ cao 500 từ cự ly 91 km. Nếu bay ở độ cao 10.000m thì cự ly bị phát hiện là 378 km, và bay ở độ cao 20.000m thì nó sẽ lộ diện ở cự ly 532 km, con số quá ấn tượng. Hiện chưa rõ RLM-M có đi kèm cùng với hai đài radar khác gồm RLM-D bằng sóng LOHF và RLMS bằng sóng SX đồng bộ cùng đài chỉ huy KU-RLK hay không, để tạo thành bộ ba mắt thần tuyệt hảo hiện đại nhất của Nga, góp sức theo dõi mọi loại mục tiêu bay từ cự ly rất xa. Theo chuyên gia Kaglokov, ngoài nhiệm vụ chính là đài cảnh giới nhìn vòng trong mạng lưới radar phòng không quốc gia, đài radar RLM còn có thể được sử dụng như là đài cảnh giới tầm xa, chỉ thị mục tiêu cho tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tối tân. Arthur được viết tắt từ cụm từ Artillery Hunting Radar, radar săn pháo, phản pháo do Na Uy và Thụy Điển cùng phối hợp nghiên cứu sản xuất. Đây là hệ thống radar mạng pha quét điện tử thụ động băng C, được thiết kế cho mục đích định vị trận địa pháo chiến trường của đối phương và được phát triển với vai trò chính là hệ thống cảm biến phản pháo dành cho cấp sư đoàn hoặc lữ đoàn. Ban đầu, tổ hợp radar này sử dụng khung gòm xe bánh xích băng van 206 do công ty Hartlands chế tạo. Tuy nhiên, các tổ hợp mới ra lò gần đây hầu hết đều sử dụng khung gòm xe vận tải việt dã quân sự. Hiện nay, các đài Arthur đang tiếp tục được phát triển bởi hãng SAAB Electronic Defense System của Thụy Điển và Saab Technologies Norway AS của Na Uy. Arthur phát hiện trận địa pháo đối phương thông qua việc theo dõi quỹ đạo bay của đạn pháo. Phiên bản Arthur Mod A có thể định vị trận địa pháo ở cự ly 15-20 km và trận địa cuối 120 mm từ cự ly 30-35 km với sai số vòng tròn về cự ly chỉ khoảng 0,45%. Đây được coi là tọa độ tương đối chính xác và tin cậy, giúp quân nhà phản pháo tiêu diệt trận địa của đối phương. Phiên bản nâng cấp Arthur Mod B đáp ứng được tiêu chuẩn MAMBA của lục quân Anh, chuyên dùng để định vị các trận địa pháo cối, pháo phản lực. Nó có thể phát hiện trận địa pháo đối phương từ cự ly 20-25 km và trận địa cối 120 mm từ cự ly 35-40 km với sai số vòng tròn về cự ly chỉ khoảng 0,35%. Hệ thống này đã được sử dụng rất thành công bởi lục quân Anh ở Iraq và Afghanistan. Phiên bản Arthur Mod C có anten lớn hơn và có thể định vị trận địa pháo ở cự ly là 31 km, cối ở 55 km và pháo phản lực ở cự ly 50-60 km, tùy thuộc vào kích cỡ của chúng với sai số vòng tròn chỉ có 0,2% đối với pháo và pháo phản lực và chỉ 0,1% đối với cối. Tổ hợp radar này có thể chuyên chở bởi máy bay vận tải quân sự C-130
hoặc di chuyển bằng cách treo dưới bụng những loại trực thăng hạng nặng kiểu như CH-47 Chinook. Nhờ có khả năng không vận nên các hệ thống này cho phép trang bị tới tận các đơn vị phản ứng nhanh cỡ nhỏ như đổ bộ đường không hoặc thủy quân lục chiến. Phó Giám đốc điều hành Rosoboron Exports, Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam thành lập hạm đội tàu ngầm. Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc phòng. Phó Giám đốc điều hành Công ty Quốc doanh Nga Rosoboron Exports, Sergei Lakin khẳng định rằng Nga đã chuyển giao số lượng trang bị khí tài đáng kể tới Việt Nam và trong tương lai sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thành lập lực lượng tàu ngầm và các cơ sở đảm bảo hậu cần kỹ thuật. Ông S. Lachkin phát biểu bên lề triển lãm hàng không quốc tế MARS 2017 đang diễn ra ở Nga. Tại triển lãm năm nay, ông S. Lachkin là trưởng đoàn đại biểu của Rosoboron Exports. Lãnh đạo Rosoboron Exports cho biết, trong 5 năm qua, tỷ trọng xuất khẩu vũ khí trang bị quân sự tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm tới 45% tổng giá trị xuất khẩu của công ty. Ông S. Lachin nói, những đối tác quan trọng của Nga trong lĩnh vực quân sự quốc phòng hiện là Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á. Lãnh đạo Rosoboron Exports cũng khẳng định, Đông Nam Á sẽ trở thành đối tác mới của Nga với hàng loạt hợp đồng cung cấp vũ khí mới cho Indonesia, Malaysia, Myanmar, bên cạnh các đối tác truyền thống như Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong năm 2016, có tới 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký hợp đồng đặt mua vũ khí từ Rosoboron Exports với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,1 tỷ đô la. Con số này dự kiến sẽ có mức tăng trưởng mạnh trong năm 2017 với một loạt khách hàng và đối tác mới, đặc biệt là từ khu vực Đông Nam Á và Cận Đông. Ông S. Lachin nói, trang bị hàng không quân sự Nga, các dòng máy bay tiêm kích đa năng Sukhoi và MiG nhận được sự quan tâm rất lớn từ các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Hiện có hơn 250 máy bay chiến đấu Sukhoi đã được bán cho khu vực này, trong đó máy bay Su-30 và các biến thể đã trở thành xương sống của lực lượng không quân nhiều quốc gia trong khu vực. Theo lời ông S. Lachin, các dòng máy bay quân sự Su-35, Su-30MK, máy bay huấn luyện JAC-130 và máy bay tiếp liệu trên không IL-78MK-90 sẽ là trọng điểm xuất khẩu của Nga tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian tới. Kinh ngạc, Trung Quốc có thể nhìn thấy tàu ngầm từ vài cây số. Quý vị và các bạn thân mến, một bài báo được đăng trên trang New Scientist gây sửng sốt cho các nhà khoa học trên thế giới khi phát hiện ra rằng có thể các nhà khoa học Trung Quốc đã phát minh ra công nghệ giúp phát hiện tàu ngầm trên khoảng cách vài km. Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc có bài viết ca ngợi một bước đột phá lớn trong việc chế tạo một loại thiết bị lượng tử đo từ trường. Bài báo này lập tức biến mất khi một phóng viên trong bài viết của mình đã chỉ ra các tiềm năng quân sự tiềm tàng của sáng chế. Thiết bị mới có thể giúp Trung Quốc phong tỏa các vùng biển nhạy cảm. Nhà báo Stephen Chen của tờ South China Morning Post cho biết rằng tôi đã rất ngạc nhiên về việc gỡ bỏ bài viết này. Tôi đã theo dõi sự phát triển của khoa học Trung Quốc trong nhiều năm, đây là một tin đặc biệt hiếm. Ông David Kaplan, chuyên gia về cảm biến từ trường thuộc Đại học Hoàng gia London nói rằng các từ kế dựa trên script được tạo ra trong Học viện Khoa học Trung Quốc có thể liên quan đến các thiết bị chiến tranh chống tàu ngầm. Các chuyên gia lưu ý rằng thông thường các công nghệ như vậy không được đăng tải trên truyền thông đại chúng. Thiết bị đo từ trường hay còn gọi là từ kế được sử dụng để phát hiện tàu ngầm được phát triển từ Chiến tranh Thế giới II. Thiết bị phát hiện tàu ngầm này dựa trên khả năng đo được sự bất thường trong biến động từ trường trái đất khi xuất hiện một khối lượng lớn kim loại. Nhưng khoảng cách đo được biến thiên từ trường trái đất rất ngắn, do đó nó thường được sử dụng trong các viện nghiên cứu. Do trên khoảng cách mà từ kế có thể xác định được tàu ngầm, sonar đã phát hiện được mục tiêu từ lâu. Trên nguyên tắc, có thể mở rộng phạm vi của từ kế nếu phát triển dựa trên thiết bị giao thoa kế lượng tử siêu dẫn. Có thể đo được các lượng tử từ thông, do đó độ nhạy của thiết bị được tăng lên rất nhiều. Từ kế này được gọi là từ kế siêu dẫn hoặc squid. Từ kế siêu dẫn rất nhạy cảm, nhưng tương lai đầy hứa hẹn của thiết bị mới chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm. Trong thế giới thực, thiết bị nhanh chóng bị nhiễu loạn do nhiễu nền rất nhỏ, ví dụ như những thay đổi trong từ trường của trái đất, có nguyên nhân từ các cơn bão mặt trời xa xôi. Do mức độ quá nhạy cảm đó không thể lắp đặt một cảm biến tương tự trên máy bay chống ngầm. Hải quân Mỹ từ bỏ nghiên cứu về từ kế siêu dẫn để theo đuổi các công nghệ ít nhạy cảm hơn nhưng có độ tin cậy cao hơn. Từ kế mới được thiết kế bởi nhà khoa học Xiao Mingxie và các đồng nghiệp tại Viện Công nghệ Thông tin và Thượng Hải, không sử dụng một squid mà là một mảng các squid. Ý tưởng phát triển này là bằng cách so sánh các từ thông của các squid, các nhà nghiên cứu có thể loại bỏ nhiễu từ trường xuất hiện từ các chuyển động của sự vật. David Kaplan,
một nhà khoa học của trường đại học Hoàng gia London, nhiều năm nghiên cứu về cảm biến từ trường, cho rằng phát minh này sẽ phù hợp với thiết bị chống ngầm. Thành tựu khoa học công nghệ này cho thấy có thể chế tạo được một thiết bị tìm kiếm tàu ngầm dựa trên sự bất thường của từ trường trái đất với khoảng cách đến vài km chứ không phải là vài trăm mét như hiện nay. Nếu Trung Quốc phát triển thành công thiết bị này, đây sẽ là thảm họa đối với tất cả các loại tàu ngầm đang được phát triển theo hướng làm giảm thiểu tiếng ồn, ứng dụng công nghệ thông minh để ngăn chặn sonar phát hiện. Đến thời điểm này, không có một công nghệ nào có thể loại bỏ được những dấu hiệu về đột biến từ trường bắt nguồn từ một khối thép khổng lồ như tàu ngầm. Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên có thiết bị tìm kiếm tàu ngầm nhạy nhất trên thế giới. Đến thời điểm này, chưa có lực lượng hải quân nào trên thế giới có thiết bị trinh sát tàu ngầm công nghệ Squid. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng thiết bị tư kế Squid có thể phát hiện tàu ngầm trên khoảng cách 6 km. Ông Kaplan cho rằng, nếu loại bỏ được nhiễu từ trường, phạm vi thám sát có thể lớn hơn nhiều. Hầu như tất cả các chuyên gia hải quân thế giới đều cho rằng, phát minh tư kế Squid của Trung Quốc đã sẵn sàng sử dụng cho mục đích quân sự. Cathy Foley, một nhà khoa học trong CSIRO, cơ quan nghiên cứu của chính phủ Úc cho biết sẽ có nhiều khó khăn khi phát triển một tư kế Squid thành một thiết bị dò tìm tàu ngầm, ví dụ như xử lý nhiễu trên phong nền từ trường trái đất. Chưa có quốc gia nào tuyên bố giải quyết được những vấn đề này, nhưng bà vẫn nhận xét rằng với tốc độ tiến bộ khoa học công nghệ của Trung Quốc, có thể quốc gia này sẽ là nước đầu tiên thành công. Thiết bị tư kế Squid chỉ là một trong những biện pháp mà Trung Quốc đang thực hiện để nâng cao khả năng chống ngầm trong vài năm gần đây. Hệ thống trường thành dưới nước Underwater Great Wall, hệ thống chuỗi các cảm biến thủy âm chìm, phao thủy âm và tàu ngầm không người lái đang gần hoàn thành. Dự án này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng vùng giám sát ngoài khơi xa. Bắc Kinh từ lâu đã muốn thay đổi các quy tắc hoạt động trong vùng biển mà họ xác định là của mình. Đầu năm 2017, Trung Quốc đã soạn thảo đạo luật mới, ngang ngược yêu cầu bất kỳ tàu ngầm nước ngoài nào khi đi vào cái gọi là vùng biển của Trung Quốc đều phải được phê chuẩn và đang nỗ lực duy trì sự hiện diện quân đội trên những vùng nước mà họ tự tuyên bố là có chủ quyền. Bà Foley nhận xét, Trung Quốc có thể làm cho hệ thống dò tìm tàu ngầm hoạt động ổn định khi đang di chuyển trong không khí hoặc dưới nước hay không, chúng ta sẽ theo dõi những tiến bộ này của họ. Mặc dù không rõ rằng tư kế Squid có thể trở thành một thiết bị tìm kiếm tàu ngầm hàng đầu thế giới hay không vẫn còn là vấn đề tranh cãi, nhưng có một thực tế là xuất hiện một khả năng tìm kiếm mới. Khả năng này có thể sẽ làm thay đổi thiết kế tàu ngầm hoặc vô hiệu hóa các hạm đội tàu ngầm trên thế giới. Báo Mỹ cho biết, tàu chở khí tài Mỹ bị chiến hạm máy bay Nga cản đường và quấy rối. Defense News đưa tin, quân đội Nga được cho là đã có hành động quấy rối một tàu hàng treo cờ Mỹ khi con tàu đang chở theo thiết bị phục vụ cho cuộc tập trận quân sự thường niên của NATO ở khu vực Baltic. Được biết, cuộc tập trận này diễn ra từ 28 tháng 5 đến 24 tháng 6. Theo một nguồn tin nội bộ nắm rõ vụ việc cung cấp cho Defense News, ít nhất thì hai tàu hải quân và một số chưa xác định trực thăng Nga đã quấy rối tàu hàng MV Greenridge hồi cuối tháng 5 vừa qua khi nó đang di chuyển tới bến cảng ở Lithuania. Thuyền trưởng của chiếc tàu hàng đã mô tả cuộc chạm trán là nghiêm trọng và mang tính đe dọa. Vụ việc trên gợi nhớ lại hàng loạt cuộc chạm trán gần đây giữa các lực lượng Mỹ, NATO và quân đội Nga tại Baltic, khiến khu vực này ngày càng trở nên bất ổn kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng vụ việc Nga quấy rối một tàu hàng không vũ trang đang chở theo thiết bị quân sự đã cho thấy nguy cơ tiềm tàng đối với Mỹ trong việc di chuyển thiết bị quân sự hạng nặng tới khu vực Baltic. Trong thông báo, Bộ Chỉ huy Vận tải Mỹ cho biết bộ này đã nắm được vụ việc và theo thông tin họ có được thì chiếc tàu hàng lúc đó đang chở thiết bị phục vụ cho cuộc tập trận Cyber Strike 2017 của các lực lượng Mỹ, NATO. Thông báo cho hay, chúng tôi được biết về vụ việc xảy ra vào ngày 25 tháng 5 giữa một tàu hàng hợp đồng treo cờ Mỹ với tàu quân sự và máy bay của Nga. Chiếc tàu hàng đang di chuyển tới Lithuania. Nó đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ để vận chuyển thiết bị cho cuộc tập trận sắp diễn ra khi đó. Thông báo nhấn mạnh, Mỹ duy trì hoạt động thường xuyên tại khu vực này và hy vọng các bên liên quan sẽ hành xử một cách an toàn. Mỹ triển khai hoạt động của tàu thuyền và máy bay tại khu vực Baltic một cách thường lệ. Theo đúng luật pháp quốc tế, máy bay, tàu chiến Mỹ thường xuyên tương tác với các quốc gia khác, trong đó có Nga, tại các vùng biển quốc tế và hầu hết các tình huống tương tác đều diễn ra an toàn, chuyên nghiệp. Theo hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ, các tàu thương mại cũng phải tuân thủ các điều luật hàng hải này. Vì thế, chúng tôi hy vọng các tàu và máy bay Nga cũng sẽ hoạt động an toàn và chuyên nghiệp. Greenridge là tàu hàng có tổng trọng tải khoảng 57.500 tấn.
Theo biên bản nội bộ tường trình vụ việc, vụ chạm trán xảy ra gần vùng biển của Nga. Thuyền trưởng tàu Greenwich tường trình rằng con tàu này đã bị các tàu và trực thăng Nga quấy rối tại khu vực gần vùng biển của Nga khi nó đang di chuyển đến vị trí tập kết tại Klaipėda, Lithuania. Thuyền trưởng tàu Greenwich mô tả phía Nga đã có hành vi quấy rối nghiêm trọng và mang tính đe dọa, tuy nhiên không rõ hành động mang tính chất đe dọa từ phía Nga cụ thể là gì. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc tập trận Cyberstrike 2017 có sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ và NATO, được tiến hành tại Ba Lan và hầu hết khu vực Baltic. Các nước tham gia gồm Mỹ, Canada, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovenia, Slovakia, Anh và Mỹ. Hôm 27 tháng 6, Defense News cho biết họ đã gửi email đề nghị Đại sứ quán Nga tại Washington bình luận về vụ việc với tàu Greenwich nhưng chưa nhận được hồi âm. Brooke Graham, một đại diện của Central Gulf Lines, công ty vận hành tàu MV Greenwich, tại thời điểm xảy ra vụ việc đã viết trong email như sau. Tàu MV Greenwich của chúng tôi trong quá trình di chuyển tới Lithuania đã tương tác với một tàu hải quân Nga. Khi di chuyển qua những khu vực đông đúc như biển Baltic, các tàu thuyền thường xuyên phải tương tác với nhau, bao gồm cả các tàu hải quân. Thường thì tình huống tương tác giữa các tàu được tiến hành một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên đôi lúc cũng xảy ra một vài trường hợp ngoại lệ. Các thủy thủ của chúng tôi đã phản ứng một cách chuyên nghiệp và không vì vụ việc mà xảy ra chậm trễ. Trung Quốc xóa sổ các căn cứ Mỹ ở Nhật chỉ với một cuộc tập kích tên lửa bất ngờ. Đây là kịch bản cho một cuộc tấn công mô phỏng sử dụng dữ liệu hiện tại của cả Mỹ và Trung Quốc do hai sĩ quan cao cấp của Hải quân Mỹ là Thomas Sugart và Javier Gonzalez đưa ra trong hội thảo quân sự về khả năng những nguy cơ tiềm ẩn ở khu vực Đông Á do quân đội Mỹ tổ chức ở Guam gần đây. Tuy nhiên, nếu Mỹ và đồng minh triển khai thêm nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD và hệ thống chiến đấu Aegis của Hải quân, thì sẽ có khả năng bảo vệ hầu hết các mục tiêu phía Bắc Okinawa, nơi đóng căn cứ quân sự chính của Mỹ ở Nhật Bản. Việc các căn cứ quân sự Mỹ và đồng minh được che chắn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa như thế sẽ làm Bắc Kinh phải tính toán lại chiến lược của mình trước mỗi cuộc khủng hoảng khu vực. Thomas Sugart và Javier Gonzalez đã đưa ra kết luận như vậy trong cuộc hội thảo. Kịch bản này không phải là không có tính thực tế. Lịch sử và học thuyết quân sự của Trung Quốc từ năm 1949 trở lại đây cho thấy phương châm chiến lược của nước này là hành động bất ngờ. Như việc họ đưa quân vào Triều Tiên năm 1950, xung đột biên giới với Ấn Độ năm 1962, xâm lược Việt Nam năm 1974 và 1979 là những bằng chứng. Trung Quốc thường ngang nhiên bao biện cho các cuộc tấn công của họ như thế là một phản ứng tự vệ đối với các hành động đe dọa chủ quyền của họ hoặc những lợi ích thiết yếu. Nhưng những lý lẽ của họ đều rất mơ hồ, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Trong chiến lược của mình, Trung Quốc đặc biệt đề cao yếu tố bí mật, bất ngờ, giành quyền chủ động trong cuộc chiến, nhất là trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột trong tương lai với đối thủ tiềm năng là quân đội Mỹ. Kịch bản đầu tiên, trong tình huống chiến tranh xảy ra, cả hai đều biết trước về quy mô cũng như là hướng tiến công chủ yếu của đối phương. Lúc này các bên đều ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Với lực lượng hiện tại, quân đội Mỹ lúc này cũng chỉ sơ tán được lực lượng của mình đến những địa điểm an toàn để tránh được đòn hỏa lực đầu tiên, chứ ít có khả năng đánh chặn được làn sóng tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc. Kịch bản thứ hai, một vụ tấn công bất ngờ quy mô lớn mở đầu bằng tên lửa đạn đạo phóng ra từ các căn cứ trên đất liền. Tiếp theo đợt tiến công này là đợt tiến công bằng tên lửa hành trình và các cuộc không kích bằng máy bay có thể làm tê liệt các sân bay trên mặt đất và tàu chiến ở quân cảng nơi chúng đang neo đậu. Một kịch bản tấn công thông thường như vậy là mục đích chính của quân chủng tên lửa Trung Quốc. Trước đây là lực lượng pháo binh thứ hai được tổ chức lại thành quân chủng tên lửa trong đợt cải cách quân đội năm 2016. Những hình ảnh chụp qua vệ tinh của quân đội Mỹ về việc thử tên lửa của Trung Quốc nằm gần sa mạc Gobi cho thấy các mục tiêu giả định là tàu chiến Mỹ với các kích thước phát thảo tương đương, nhất là các tàu sân bay, linh hồn của các cụm tàu chiến với hải quân Mỹ. Với việc sử dụng các dữ liệu công khai tại các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản để tính toán một cuộc chiến tranh tổng lực nếu xảy ra, nhóm nghiên cứu đã đưa ra 500 mục tiêu như sân bay, bến cảng, trung tâm chỉ huy, trung tâm thông tin liên lạc, căn cứ đảm bảo hậu cần cũng như các cơ sở hạ tầng khác phục vụ mục đích quân sự, và kết quả cho thấy quân đội Trung Quốc có đủ số tên lửa để tiêu diệt các mục tiêu này. Hiện nay, theo ước tính của cơ quan tình báo Mỹ, Trung Quốc hiện có khoảng 1.200 tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể tấn công đến các căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa. Những căn cứ quân sự của Mỹ tại đây là những căn cứ lớn nhất tại nước ngoài,
cũng là gần nhất với Trung Quốc về khoảng cách địa lý. Các tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn từ 2.000 đến 3.000 km của Trung Quốc có thể tiếp cận toàn bộ Nhật Bản. Những tên lửa này có thể tiêu diệt mục tiêu của họ trong vòng 15 phút sau khi phóng. Sau đó, đợt tiến công thứ hai bằng máy bay ném bom cùng với tên lửa hành trình phóng từ mặt đất sẽ tiêu diệt những mục tiêu còn lại. Các đầu đạn có cấu tạo đặc biệt sẽ xuyên thủng và phá vỡ các hầm kiên cố. Trong khi đó, các loại đạn con có thể phá hủy đường băng sân bay, làm tê liệt lực lượng không quân chiến đấu của đối phương, cũng như trải mình phong tỏa các lực lượng trên mặt đất. Hiện tại, quân đội Mỹ và Nhật Bản có một số hệ thống tên lửa phòng thủ tầm thấp như các hệ thống Patriot và các tàu chiến được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, nhưng chủ yếu là để đối phó với một cuộc tiến công tiềm năng của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, nếu dùng lực lượng này để đối phó với một cuộc tiến công bằng tên lửa của Trung Quốc, thì lực lượng này sẽ nhanh chóng bị đè bẹp. Ngay cả khi hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh hoạt động hoàn hảo, thì lực lượng này cũng không đủ sức đương đầu với các loại tên lửa của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, đã có những nghiên cứu đầy hứa hẹn về vũ khí laser, pháo điện từ và có khả năng phòng thủ cao, nhưng hiện nay chúng vẫn đang tiếp tục trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại và tương lai gần, nhóm nghiên cứu chỉ đưa các hệ thống phòng thủ hiện có của Mỹ và đồng minh vào tưởng định để tính toán. Như vậy, để có thể đánh trả có hiệu quả một cuộc tập kích bằng tên lửa của Trung Quốc vào các căn cứ của Mỹ và đồng minh trên lãnh thổ Nhật Bản, thì quân đội Mỹ phải bố trí thêm so với hiện nay ít nhất là 2 hệ thống đánh chặn tên lửa tầm thấp Patriot, 5 hệ thống chống tên lửa tầm cao lục quân THAAD và 2 tàu chiến trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Trong đó, nhiệm vụ của các hệ thống THAAD và hệ thống chiến đấu Aegis sẽ bắn hạ các tên lửa ở tầm cao. Khi tên lửa tiến công vượt qua tầm bắn của hệ thống phòng thủ này, thì nhiệm vụ ngăn chặn phụ thuộc vào hệ thống Patriot và các loại vũ khí phòng thủ tầm gần khác. Về hệ thống cảnh báo, Mỹ và đồng minh phải có ít nhất 2 tàu tên lửa trang bị hệ thống Aegis được thường xuyên triển khai trên biển Nhật Bản và vùng gần bán đảo Triều Tiên, hoặc chỉ cần một chiếc tàu lớp Buk 3 hoặc tàu khu trục lớp Jumwalt là có thể hoàn thành việc cảnh báo sớm tên lửa được phóng từ khu vực duyên hải Trung Quốc cho đến vùng gần Thiểm Tây. Điều này khiến cho tên lửa đạn đạo được phóng lên từ Đông Bắc Á, muốn tránh khỏi phạm vi kiểm soát của hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ là điều gần như không thể. Trong trường hợp Mỹ triển khai các biện pháp phòng thủ bổ sung, Okinawa vẫn không an toàn bởi lẽ nó quá gần với Trung Quốc và trong phạm vi tiến công của quá nhiều loại tên lửa. Tuy nhiên, qua tính toán cho thấy, thiệt hại đã được giảm bớt. Mặt khác, những tên lửa tiến công hướng về lục địa Nhật Bản hầu như đều bị ngăn chặn. Với kế hoạch này, để bảo vệ an toàn cần có thêm 5 hệ thống THAAD, trong khi quân đội Mỹ mới chỉ được trang bị có 6 hệ thống và một trong số đó là cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Điều này sẽ khó thực hiện được trừ khi Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp phòng thủ tên lửa từ các khu vực khác trên thế giới để bảo vệ Nhật Bản. Tuy nhiên, trong trường hợp phải đối phó với mối đe dọa từ Nga và Iran thì buộc Mỹ phải đặt mua thêm các hệ thống THAAD mới. Như vậy sẽ vượt quá khả năng tài chính của ngân sách quốc phòng Mỹ cả trong hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó là giá cả của các tên lửa phòng thủ không bao giờ là rẻ. Để bắn chặn được một tên lửa Scud có giá là 1 triệu đô, phải dùng ít nhất một tên lửa Patriot giá 3 triệu đô. Vũ khí laser cũng có thể là một vũ khí phòng thủ hiệu quả với giá thành mỗi lần bắn là tương đối rẻ. Nhưng giá trị của mỗi hệ thống này cũng rất lớn, và vì các hệ thống này cũng chưa một lần thực chiến cũng gây mối nghi ngại. Tuy nhiên, dù đắt đỏ thế nào thì cũng phải đầu tư, bởi vì những thiệt hại của cuộc tiến công là rất lớn. Việc đầu tư một vài tỷ đô về phòng thủ tên lửa có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đô về tàu, máy bay, phương tiện và nhân mạng sống, và quan trọng hơn là ngăn chặn được những cuộc tiến công tiềm ẩn trong tương lai, đồng thời nâng cao được khả năng răn đe của Mỹ với đối phương trước một cuộc khủng hoảng trong khu vực. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.